Trở lại với cà phê nhân phẩm. Vậy là chúng ta sắp đi được nửa chặng đường 12.13, một phiên bản được xem là tiệm cận đến sự cân bằng. Mặc dù như truyền thống của Riot, phiên bản này vẫn có vài lỗi nhỏ, thế nhưng hiện tại rất nhiều team mới lạ đã xuất hiện và đang thể hiện hiệu quả rõ rệt. Theo đánh giá của nhiều thách đấu, phiên bản này được xem là sự thống trị của rất nhiều nhà slow roll như Karma, Tristana hay Olaf. Và cũng chính vì thế nên hôm nay bọn mình sẽ đem tới cho anh em một bộ bài slow roll khác, tuy lạ mà quen nhưng cũng rất uy tín và được ưa chuộng. Đó chính là Swain Cuồng Long Chiến Binh Rồng. Swain, hay còn được biết đến là Nguyên Soái Noxus, đã không còn là cái tên xa lạ với nhiều anh em. Đối với những du học sinh BBE, ngay từ thủa Bình Minh mùa 7, đội hình Swain, Saya Cuồng Long chắc chắn in sâu trong trí nhớ nhiều anh em. Chính vì độ bá đạo của cặp đôi song sát này mà có thể nói giai đoạn đầu mùa 7 cũng chính là thời kỳ lên ngôi của những team xoay quanh chúng. Lý giải cho sự thống trị của Swain và Saya cũng không có gì quá phức tạp. Trước hết là về cơ chế kỹ năng, cả Saya và Swain đều có kỹ năng được thiết kế theo thiên hướng gây sát thương, tức là tiềm năng để trở thành carry rất tốt. Kế đến, tộc hệ đi kèm là Cuồng Long được xem là công thủ rất toàn diện. Không chỉ bổ sung tốc đánh mà còn cung cấp thêm khả năng hút máu cho mỗi đơn vị trong tộc hệ khi dùng chiêu. Chính bởi sự bá đạo có phần hơi quá mà khi bước vào những phiên bản đầu tiên của mùa 7, tộc hệ này phải nhận khá nhiều đợt nớp, đến nỗi mà Swain gần như biến mất khỏi bàn cờ. Mãi cho tới 12.12, Swain mới được tăng sức mạnh một chút bằng việc cộng tốc đánh. Thế nhưng chả được bao lâu, con số này lại bị trả về như cũ. Có phải Riot đang trêu đùa Swain đấy không? Và rồi sông có khúc, người có lúc, Swain cũng chính thức được Riot thả thính. Khi chính ở phiên bản 12.13 này, tộc hệ Cuồng Long của hắn được tăng sức mạnh ở mốc 6. Đồng nghĩa với việc giai đoạn đầu game của anh em với 3 Cuồng Long sẽ có phần chật vật hơn so với trước, khi mà cả mốc 3 và bản thân Swain đều bị nerf. Thế nhưng một khi vượt qua được những khổ ải này và lên được mốc 6 Cuồng Long, thì phần thưởng của anh em sẽ thực sự rất xứng đáng. Đặc biệt ở 12.13, Shyvana được làm lại kỹ năng rất mạnh, thế nên đây là bộ bài rất đáng chơi mà lại ít bị tranh. Đây cũng là team đánh mạnh ở giữa game, rất thích hợp với lối chơi hiện hành. Và nếu anh em vẫn chưa chọn được hướng đi nào cho mình ở giữa game, thì đây được xem là gợi ý rất đáng giá đấy nhá. Dài dòng thế đủ rồi, bây giờ chúng mình cùng xem đội hình hoàn chỉnh. Đội hình khi lên 8 sẽ gồm Seth, Ashe, Gunna, Swain, Hecarim, Nico và Shyvana. Sát thương chủ lực là Swain, chống chịu chính là Nico và Shyvana. Riêng với Shyvana, vì được tăng sức mạnh khá nhiều ở bản này, nên anh em có thể lắp đồ phép cho cô để gây sát thương cùng Swain. Theo đó, chúng ta sẽ có 6 Cuồng Long, 4 Hóa Hình, 3 Chiến Binh Rồng và 3 Ngọc Long. Khác với 12.12, khi chúng ta có một Swain đi kèm Ngọc Long cũng được xem là khá mạnh và có thể chơi được. Tuy nhiên khi sang bản này, Ngọc Long bị nerf khá nhiều, mà rõ ràng nhất là giảm sức mạnh trực tiếp lên Shiyu, Long thần quan trọng của team. Chính vì thế theo chúng mình, 6 Cuồng Long sẽ là mốc kích hoạt cần và đủ, nhất là khi mốc này vừa được buff lớn. 4 Hóa Hình cũng là mốc hệ không thể thiếu, giúp những đơn vị như Shyvana, Nico và Swain có nhiều đất diễn hơn, đặc biệt là Nico và Shyvana khi đây là dàn tranh chính. 3 Ngọc Long và 3 Chiến Binh Rồng sẽ là sự bù đắp hoàn hảo cho những gì Riot lấy đi của Swain. Đặc biệt với khả năng tăng tốc đánh của tượng ngọc, đây sẽ là hỗ trợ hoàn hảo giúp Swain tích số cuồng đao nhanh hơn. Ngoài ra với sự bổ sung của Hecarim, Ashe, Gunna cùng Shyvana và Nico, thì team mình đi, lượng khống chế của team này sẽ thực sự làm đối phương phải căng não mỗi khi đối đầu. Phần xếp team cũng không có gì quá phức tạp đâu. Đầu tiên thì có tượng ngọc nên anh em sẽ xếp phía bên trái sàn đấu. Vì ở vị trí này thì khả năng bo góc của anh em với tượng ngọc được coi là tròn trịa nhất. Kế đến, Seth sẽ để hàng đầu nhằm thu hút lượng sát thương cũng như điều hướng vài kỹ năng khống chế của địch, ví dụ chiêu cuối Hecarim chẳng hạn. Swain ta xếp trong góc, còn lại chúng ta xếp quanh tượng ngọc để hưởng hiệu ứng hồi máu. Shyvana và Nico anh em xếp trên tượng ngọc, Gunna ở ngoài để có thể nhảy vào giữa chiến tuyến. Còn Hecarim nằm ở dưới cùng Swain hoặc bên trong để tránh bị nhận sát thương đầu round. Ok, giờ đến phần trang bị này. Nhìn chung qua một chút gợi mở ở trên, anh em chắc cũng biết phải lắp gì cho Swain rồi đúng không? Combo cuồng đao, khăn giải thuật sẽ là hai trang bị không thể thiếu cho tên nguyên soái này để hắn có thể thoải mái tích stack cũng như trả sát thương cho địch. Khăn giải thuật được xem là bắt buộc phải có, nhất là khi anh em phải đối đầu với lobby với 2-3 nhà pháp sư như bây giờ.
Món thứ ba của Swain, anh em có thể luân chuyển giữa các món sau. Quyền trượng thiên thần là trang bị đánh về lâu về dài khác, giống cuồng đao. Với dàn tranh của chúng ta thì mình tin chắc Swain sẽ trụ được tới tầm 20 giây sau combat thôi. Lúc đấy thì sát thương hắn gây ra khi đi cùng món trang bị này cứ phải gọi là đỉnh của đỉnh. Kế đó, dê khổng lồ vẫn đang được xem là lựa chọn rất thích hợp. Với meta toàn những team slow roll như bây giờ, đôi khi thắng thua được phân định chỉ bằng món này thôi đấy. Còn nếu game trả cho anh em quá nhiều nước mắt thì thôi, một cái giao điện để giảm kháng phép địch cũng là ok la. Tương tự, anh em hoàn toàn có thể lắp quyền năng khổng lồ nếu không thể vẽ ra hai món kể trên cho hắn. Nico là chống chịu chính của team, vì thế các món như giáp máu, thú tượng, giáp gai, vuốt rồng vẫn là những lựa chọn quen thuộc và hiệu quả nhất. Ngoài ra, quỷ thư, áo choàng lửa cũng rất hợp với cô nàng thiên biến vạn hóa này. Shyvana như mình có nói, anh em có thể xây dựng theo hai hướng, chống chịu hay sát thương, hoặc đơn giản là kết hợp cả hai cũng được. Vuốt rồng, quyền năng khổng lồ, giáp gai hay các món phép như quỷ thư, kiếm súng đều rất thích hợp với long nữ. Chuyển tới phần tiếp theo, nhìn chung nâng cấp của team này cũng sẽ không quá gò bó đâu anh em ạ. Dưới đây là những nâng cấp anh em nên chọn ngay và luôn, kẻo lại rơi vào tình huống có không giữ, mất đường tìm. Đầu tiên có thể kể đến những nâng cấp liên quan trực tiếp đến tộc hệ cuồng long của chúng ta. Trái tim cuồng long, huy hiệu cuồng long là nâng cấp cần thiết nếu anh em muốn đẩy tốc độ hoàn thiện 6 cuồng long của mình lên sớm hơn. Ngoài ra về cuối game, các nâng cấp này cũng giúp anh em thay thế set bằng các đơn vị đắt tiền khác, chẳng hạn như Yasuo 5 vàng. Nổi khùng, chân hỏa, hai cái tên chẳng còn xa lạ với những tín đồ cuồng long đúng không? Đặc biệt là chân hỏa khi cung cấp thêm lượng sát thương chuẩn cho carry của chúng ta. Đây sẽ là cơ sở để Swain càn quét những dàn tranh cứng đầu như bè lũ kỵ sĩ hay hộ vệ đang rất thịnh hành. Khai tâm cũng là lựa chọn không tệ, giúp Swain nhanh chóng tích được stack cuồng đao. Kho đồ của On vẫn là cái tên quen thuộc của mọi nhà. Một nâng cấp có thể nói vô cùng đa dụng ở đầu và giữa game, khi các món trang bị đều có khả năng tương tác tốt với mọi vị trí trong team. Tuy nhiên, theo mình, anh em nên lấy đồ tranh có vẻ ngon hơn, vì ngoài tam luyện kiếm thì các món sát thương còn lại có vẻ làm Swain hơi đuối. Thăng hoa cũng là cái tên khá phù hợp. Với lượng CC khủng, kèm theo đó là khả năng chống chịu khá uy tín của hóa hình, team chúng ta thường sẽ sống sót đến cuối ván. Lúc này, sự bổ sung của thăng hoa sẽ là biến số giúp phân định trắng đen, thắng thua. Sức sống mới rất phù hợp với team có lượng máu nhiều như team này. Đặc biệt khi đi với combo thăng hoa thì phần thắng của anh em sẽ rất cao đấy. Ngoài ra còn rất nhiều nâng cấp như tiếp tế trang bị, tiếp tế thành phần hay kế ghép siêu công nghệ cũng tương tác rất tốt với bộ bài Swain này. Nắm được những thông tin cơ bản về đội hình rồi, vậy làm sao để xây dựng chúng bây giờ? Anh em đừng lo, vì chúng mình cũng sẽ hướng dẫn rất chi tiết nhé. Khởi đầu, anh em nên lấy giáp lụa hoặc đai máu, vì đây là hai món khá dễ lấy, không bị tranh nhiều. Nếu mà anh em thích phiêu lưu mạo hiểm, có thể tranh cung với các nhà khác, vì dù sao Swain cũng cần khá nhiều trang bị từ cung. Tuy nhiên, anh em nên cẩn thận, kẻo tranh không kịp mà phải ra về bằng nước mắt hay cái váy trùm đầu đấy nhá. Trọn vẹn nhất là khi đánh xong rau đá, anh em ra được Swain. Đây chính là tín hiệu vũ trụ gửi tới anh em rồi đấy. Còn nếu không, anh em có thể def bằng form Ezreal Ngọc Long xạ tiễn, gồm Ezreal, Leona, Taric, Ashe và Kama. Nếu set ra sớm, anh em có thể thay set cho Ezreal để lấy 3 chiến binh rồng, sau đấy lắp đồ cho hắn. Thường thì với bộ bài Ezreal, nếu có 2 sao từ sớm, anh em cũng rất dễ kiểm chuỗi thắng ở vòng 1 rồi. Có chăng nếu gặp phải nhiều nhà khát nước hơn thì mới mất chuỗi thôi. 3-2 là thời điểm anh em lên 6 và cũng là lúc anh em nên roll để nâng cấp team và đép máu. Đội hình đẹp nhất sẽ là Braum, Taric, Swain, Ashe, Kama và Gna. Như vậy, bộ bài của anh em cũng khá cân bằng về sát thương lẫn chống chịu rồi. Như bọn mình có nói, Ngọc Long bị giảm sức mạnh đôi chút. Thế nhưng ở giữa game, nếu ra Shiyu sớm, anh em vẫn có thể cho vào được. Lên 7, nếu roll được Shiyu, anh em có thể bỏ Braum ra để lấy 6 Ngọc Long. Ngọc Long vẫn sẽ giúp anh em có giai đoạn giữa game không quá khó khăn để có thể lên cấp cao hơn và kiếm Shyvana, Nico. Vì là bộ bài slow roll carry 3 vàng nên anh em roll ở 7 hay 8 đều ok, tùy lượng máu và tình hình trận đấu. Nếu máu ngưỡng báo động, anh em có thể ăn thua với địch ở cấp 7 để kiếm Swain 3 sao và đẩy lại máu đối phương. Nếu anh em đang xanh hoặc lobby yếu thì lên 8 để roll Nico cũng được. Còn các trường hợp khác thì khi các tướng lên 2 sao, anh em có thể eco tiền và lên 8. Nếu Shyvana chưa ra, anh em có thể giữ nguyên đội hình và đánh theo form 6 Ngọc Long, 4 hóa hình như cũ. Đây cũng được xem là form bài chơi được của Swain. Chỉ có điều về late sẽ hơi yếu và khó vào top hơn so với 6 Cuồng Long thôi. Nhìn chung thì nói nhiều lời hoa mỹ về Swain thế là đủ rồi.
Giờ chúng ta cùng xem ưu nhược điểm của bộ bài Suen Cuồng Long Chiến Binh Rồng này là gì nhé. Ưu điểm có thể kể đến đó là cân bằng giữa công và thủ. Mặc dù sát thương không quá đột biến như Sa Nha Băng Hội, Pháp Sư hay Sát Thủ, thế nhưng xét về khả năng đánh nhây, đánh lì thì đội hình này lại rất mạnh. Ít bị tranh bài, do Kerry Suen đã bị cho về vườn theo đánh giá của nhiều cầu thủ nên chả mấy ai chú ý tới hắn ta đâu. Linh hoạt trong cách xây dựng, anh em có thể xoay chuyển giữa hai dạng Suen Ngọc Long hay Cuồng Long về cuối game mà không bị gò bó như vài team khác. Còn nhược điểm có thể kể đến là yêu cầu khắt khe về trang bị. Nếu không ra cung thì khả năng cao anh em sẽ có một vẻ out top đấy. Đội hình giá thành cao, nhất là Shyvana, đơn vị 10 vàng rất khó kiếm. Và như bao bài slow roll khác, đây là bộ bài phụ thuộc vào khả năng roll của anh em, hay còn gọi là thành bại tại nút D. Và đó là tất cả những thông tin về bộ bài Suen phiên bản 12.13. Mặc dù trong rank Việt anh em có thể ít thấy, nhưng team mình đi, đây là team mà các cầu thủ Hàn rất tin dùng đấy nhá. Nếu anh em thấy video này hay, đừng ngần ngại để lại một like, một share, một subscribe, bởi vì nó free nhá. Anh em có ý kiến gì thì cứ để lại ở phần comment nhé. Chúng mình vẫn luôn dõi theo